Subscribe chưa? Subscribe đi, nghe đây nè. Juan Mata sinh ngày 28 tháng 4 năm 1988 tại Burgos, Tây Ban Nha. Anh gia nhập trung tâm đào tạo trẻ của Real Oviedo vào năm 2003, trước khi chuyển sang trung tâm đào tạo của Real Madrid. Từ năm 2006 đến 2007, Juan Mata là một tài năng sáng giá trong đội hình trẻ của Real Castilla. Nhưng vì trên đội 1 đã quá chật chội cho những vệ binh dĩ ngân hà của chủ tịch Perez, nên những cầu thủ trẻ khát khao như Mata không có đất diễn. Nên sau khi mùa giải 2006-2007 kết thúc, Valencia đã mang anh về theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong 4 năm chơi cho Valencia, Juan Mata luôn là vị trí không thể thay thế trên hàng công. Anh cùng với David Silva tạo nên một cặp đôi tấn công đáng sợ tại La Liga. Anh giúp câu lạc bộ này giành được cúp nhà vua vào năm 2008. Chính những thành công tại sân Mestalla đã mở đường cho sự nghiệp tại nước Anh của Juan Mata. Hè năm 2011, Chelsea mua anh về với giá 26,7 triệu euro. Juan Mata lập tức chiếm được một vị trí quan trọng trên hàng công của The Blues. Tại đây, anh có cho mình một Champions League, một FA Cup và một Europa League. Từ năm 2010 đến 2012, Mata cùng với đội tuyển Tây Ban Nha đã giành được cú đúp danh hiệu World Cup và Euro. Năm 2014, anh chia tay Chelsea để sang khoác áo Man United. Hiện tại, anh đã bổ sung thêm vào bộ sưu tập của mình nữa một FA Cup, một League Cup và một Community Shield. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 29 của Juan Mata. Diego Simeone sinh ngày 28 tháng 4 năm 1970 tại Buenos Aires, Argentina. Ông bắt đầu sự nghiệp cầu thủ vào năm 1987 tại U20 Vélez Sarsfield. Năm 90, ông bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình tại châu Âu bằng việc đến Ý chơi cho Pisa. Sau 2 năm, Diego Simeone sang Tây Ban Nha khoác áo Sevilla, rồi 2 năm sau nữa là Atletico Madrid. Trong mùa giải 95-96, ông cùng với đội bóng giành được cú đúp danh hiệu bao gồm La Liga và Cúp Nhà Vua. Đó cũng là mùa giải đầu tiên trong lịch sử đội bóng này giành được một cú đúp danh hiệu. Khi đang ở trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, ông trở về lại Ý khoác áo Inter Milan. Ông cùng với Nerazzurri giành một UEFA Cup vào năm 98. Năm 99, Simeone chuyển sang Lazio. Đây là câu lạc bộ thành công nhất trong sự nghiệp cầu thủ của ông. Tiền vệ người Argentina là một vị trí không thể thay thế trong đội hình của câu lạc bộ thành Rome. Vào mùa giải 99-2000, ông cùng Lazio giành được đến 3 danh hiệu, bao gồm Scudetto, Coppa Italia và Super Cup châu Âu. Sang mùa giải sau thì có thêm được chiếc siêu cúp Ý. Diego Simeone đã ra sân 108 trận cho tuyển Argentina, chinh phục được 2 Copa America và 1 FIFA Confed Cup. Năm 2003, ông trở về lại Atletico Madrid, chơi được 2 năm trước khi hồi hương chơi cho Racing Club và giải nghệ vào năm 2006. Sau khi chia tay sự nghiệp chơi bóng, Diego Simeone dấn thân vào con đường dẫn dắt khi ông bắt đầu với 4 câu lạc bộ hàng đầu của Argentina. Ngay khi vừa giải nghệ, ông lên dẫn dắt luôn Racing Club trước khi chuyển sang Estudiantes, River Plate và San Lorenzo. Năm 2011, ông về lại quê hương thứ hai là Ý để cầm quân tại Catania. Được một mùa thì lại trở về Racing Club. Bước ngoặt trong sự nghiệp cầm quân của Simeone đến vào Giáng sinh năm 2011 khi Atletico Madrid mời ông về để thay thế người tiền nhiệm Gregorio Manzano. Và cho đến nay, huấn luyện viên người Argentina này đã có gần 6 năm ngồi trên ghế nóng của câu lạc bộ thủ đô, phá kỷ lục của Luis Aragonés để trở thành huấn luyện viên dẫn dắt câu lạc bộ này lâu nhất. Ngay mùa giải đầu tiên, Simeone đã giúp câu lạc bộ này vô địch Europa League từ năm 2012 đến 2014. Thật sự mà nói là cho đến tận bây giờ luôn, mùa nào thì Atletico Madrid cũng là ứng cử viên vô địch bên cạnh Real Madrid và Barcelona. Với lối chơi kỷ luật, máu lửa, đôi chút đầy tiểu xảo, họ là một hình mẫu hoàn hảo cho lối đá phòng ngự phản công siêu hiệu quả. Năm 2013, Atletico đã vô địch siêu cúp châu Âu. Trước đó họ còn có một cúp nhà vua vào năm 2012. Và mùa giải 2013-2014, Atletico Madrid xuất sắc cầm hòa Barcelona ngay tại Camp Nou để trở thành nhà vô địch La Liga sau 18 năm. Đầu mùa giải kế tiếp, Simeone cùng các học trò gom luôn chiếc siêu cúp Tây Ban Nha. Năm 2014 và 2016, họ đã 2 lần vào đến trận chung kết Champions League nhưng đều để thua tức tưởi trước câu lạc bộ cùng thành phố Real Madrid.
Các fan của Atletico và Simeone tại Việt Nam ngày càng tăng vì lối chơi hiệu quả của đội bóng, còn huấn luyện viên thì chất nhất quả đất. Phong cách chỉ đạo của Simeone cũng không giống ai, rất cá tính và đặc trưng. Nhân sinh nhật lần thứ 47, chúc ông sẽ chinh phục thêm những đỉnh cao mới trong sự nghiệp cầm quân của mình. Ngày 28 tháng 4 năm 1923, Bolton Wanderers gặp West Ham trong trận chung kết FA Cup. Đây là trận đấu bóng đá đầu tiên được tổ chức trên sân Wembley huyền thoại. Sân vận động hoàn thành với kinh phí 750.000 bảng và thậm chí chỉ mới đi vào hoạt động 4 ngày trước trận chung kết FA Cup. Sức chứa của sân chỉ có 127.000, nhưng vào ngày hôm đó đã có đến gần 300.000 người kéo đến sân, đa phần vì họ muốn được tận mắt nhìn thấy, bước tận chân vào sân bóng đỉnh nhất thế giới vào thời điểm đó, muốn được xem trận bóng đá đầu tiên được tổ chức tại sân mới. Vì thế, hàng chục nghìn người đã cố gắng xô đẩy, chèn ép nhau, họ leo qua cả bờ tường để vào được bên trong. Các khán giả đang được chứng kiến một sân đấu bị lấp đầy bởi hàng trăm nghìn người. Đây là sân người chứ không còn là sân cỏ nữa. Họ ngồi tràn lan khắp sân, và theo đúng nghĩa đen luôn là không còn một chỗ trống. Chỉ còn có mỗi hai cái khung thành là chưa ai dám leo lên ngồi mà thôi. Một cảnh tượng thật kinh khủng. Không biết sao mà mấy người đó có oxy để thở luôn á, hay thiệt. Trận đấu đã phải bị hoãn đến gần 1 giờ đồng hồ để cảnh sát đưa ngựa vào giải tán đám đông ra khỏi phạm vi sân đấu. Hình ảnh của viên cảnh sát George Scorey cưỡi trên lưng một chú ngựa màu xám chia biển người ra làm hai đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Khi lên phim, người ta chỉ thấy chú ngựa này màu trắng chứ không phải màu xám, nên từ đó trở về sau, người ta đã gọi trận đấu lịch sử này là trận chung kết bạch mã. Tính đến ngày nay thì đây là trận chung kết bóng đá có số lượng khán giả vào sân đông kỷ lục nhất. Đây là tiền đạo David Jack. Ông đã đưa Bolton vượt lên dẫn trước chỉ sau 2 phút. Sau khi bóng đi vào khung thành, một nam khán giả ngồi ngay sau chiếc lưới đã bị bóng đập vào mặt và khiến người này bất tỉnh ngay tại đó. Phút 53, Jack Smith ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 cho Bolton.